Dạ vâng, một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng nhau khích lệ tinh thần cho đội bóng của chúng ta không ạ? Vâng, xin được cảm ơn tình cảm quý vị rất nhiều. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau dành cho đội bóng của chúng ta những khoảnh khắc đẹp nhất, những ánh mắt thật thân thương nhất nha quý vị nha.
Vâng, một điệu nhảy rất là đẹp, sôi động. Đúng không quý vị, dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng nhau khuấy dậy tinh thần được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị đều và thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin được cảm ơn đội bộ rất nhiều và xin được kính chúc cho các chị luôn luôn tươi thắm và xinh đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm quý vị rất nhiều. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến, và đúng là hoa én nở đợi ngày vui tới, và cũng là ngày hạnh phúc của đôi ta, cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho đôi bạn trẻ trở về nơi thờ ấm. Và đúng là một năm mới thì bắt đầu từ một mùa xuân, và tình yêu thì bắt đầu từ tuổi trẻ. Bao ngày mong đợi cho đến hôm nay, cô dâu hiền mang tình xưa ngất ngây, chú rể mới tỉnh bao la gắn bó. Dù hôm nay không rền vang pháo nổ nhưng cũng mang đậm hương sắc của làng quê. Dù hôm nay bao nhiêu công việc bộn bề, anh vẫn nguyện cùng em ruộng vườn nắng mưa sớm tối. Thế mà hôm nay đây vẫn vui như ngày hội, cô giao hiền tựa ánh thiên nga, chú rể mới tình bao la như biệt cả. Mấy hôm nào anh và em còn xa lạ, mà giờ đây đôi bạn trẻ đã chung đôi. Phải nói rằng đã yêu ta cắt chữ lòng, chữ vợ nằm dưới, chữ chồng nằm trên. Mới đêm qua đối với đôi bạn trẻ là một đêm hàn huyên tâm sự, nhưng đêm nay đối với đôi bạn trẻ sẽ là một đêm trăm năm thắm tình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến, và theo đồng hồ Sanco một hai số của ban tổ chức chúng tôi thì còn ít phút nữa thôi, chương trình là lễ thành hôn của chú rể Văn Quỳnh sẽ duyên cùng với cô dâu Quang Vi. Trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ chính thức được phấn đấu hạnh phúc với cửu, và một lần nữa ban tổ chức chúng tôi sẽ được kính chuẩn lời mời đến toàn thể quý vị khách quý, các cụ ông trong nhà, các cụ bà ngoài hiên cùng với toàn thể các đôi bạn trẻ nam thanh nữ tú là bạn của cô dâu và cũng là bạn của chú rể. Chúng ta sẽ cùng nhau nâng chân kết bước trở lại với khán phòng hạnh phúc của cặp đôi bạn trẻ, cũng như trở lại với trung tâm tiệc cưới của nhà trai của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị con khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay là niềm vinh dự lớn lao cho hai bên gia đình, và cũng là niềm mong đợi cho cô dâu và chú rể. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Từ ngàn xa xưa cho đến bây giờ và mãi tận ngàn năm về sau, tình yêu luôn là một câu chuyện rất dài, đi cùng với nhiều diễn tiến đầy cảm xúc khác nhau. Song vẫn có một điều chung là khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim đã cùng hòa chung một nhịp đập, thì những đôi bạn trẻ luôn muốn gắn bó với nhau trong một mái ấm gia đình hạnh phúc cho đời bên nhau. Và cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Và một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Quỳnh cùng với cô dâu Hoàng Vi, hai bạn sẽ cùng nhau nắm chặt tay nhau bước lên trung tâm sân khấu để cùng ra mắt với toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời hai bạn, và quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu và chú rể chúng ta đi ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể dân hôn thân mến, trong khoảnh khắc này cô dâu và chú rể họ đang cùng nhau tay trong tay dìu nhau đến chiêm nghiệm hân hoan tuyệt vời của những người đang được nếm trải mật ngọt của tình yêu, những bước đi chung trên con đường đời đầu tiên thật vững vàng và tự tin. Bởi họ luôn thấu hiểu được rằng tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu tạo nên những phép màu có thật giữa cõi đời này, đúng không quý vị? Dạ vâng, kính thưa toàn thể dân hôn thân mến, hiện diện đông đủ trên sân khấu cũng như là hiện diện trên sân khấu lúc này đây là cặp đôi nương đẹp nhất hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Họ cũng chính là những người đã viết lên những câu chuyện tình yêu thật đẹp, và cũng chính họ là lý do tại sao toàn thể quý vị các khách quý chúng ta là hiện diện đông đủ trong buổi trưa hôm nay, đúng không quý vị? Dạ vâng, kính thưa toàn thể dân hôn thân mến, và đúng là con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước chóc nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, trông tròn từ hiếu mới là đạo con, mà trẻ già thì ôm lấy măng non, sinh con nay tháng vuông tròn là đây. Và để có được niềm vui niềm hạnh phúc hoan hỉ như ngày hôm nay là công lao từ biển của những bậc sinh thành. Và ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được gửi lời thay cô dâu và chú rể cùng ban tổ chức một lần nữa xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của hai bên gia đình. Và về phía phái đoàn nhà trai xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của ông Lò Văn Biên và bà Lường Thị Ban, là thân sinh phụ mẫu cha sinh mẹ đẻ của chú rể Văn Quỳnh. Xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng nhau gác lại câu chuyện tâm tư tình cảm để cùng nhau trở lại trung tâm sân khấu cùng ra mắt với hai người con thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và liên tục chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời về phía phái đoàn nhà gái có sự hiện diện của ông Quang Văn Hậu và bà Quang Thiên Ly, là thân sinh phụ mẫu cha sinh mẹ đẻ của cô dâu Quang Vi. Xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng nhau gác lại câu chuyện tương tư tình cảm ở phía cánh cổng hoa để cùng nhau trở lại trung tâm sân khấu để cùng ra mắt với hai người con thân yêu của mình, cũng như thông gia của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời hai bác. Dạ vâng, kính thưa toàn thể dân hôn thân mến, hiện diện đông đủ trên sân khấu lúc này đây là đại gia đình hạnh phúc nhất, là đại gia đình quý mến nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đại gia đình của tôi, đúng không ạ?
Vâng, xin được cảm ơn tình cảm của quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kỹ thuật tập thể dân hồn thân mến, và để đáp lại tình cảm của quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi, mất chút thời gian vàng ngọc như công việc riêng tư của mình để trở về đây chúc mừng và lễ thành hôn của chú rể Văn Quỳnh sẽ tiếp cùng với cô dâu Quảng Đi trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay sau đây cho phép hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ được gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý một cúi chào thật nhẹ nhàng và thân thương để thay cho những lời cảm ơn, những lời chúc tốt đẹp nhất muốn gửi tới toàn thể quý vị. Xin chào gia đình ạ, cúi chào toàn thể quý vị ạ. Vâng, kính thưa toàn thể dân hương thân mến, và đúng là yêu nhau thì chẳng quản xa gần, cầu không tay vịt cũng lần mà sang, mà yêu nhau thì chẳng ngại lầm than, mấy sông cũng hội mấy ngàn cũng qua, mà yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Tình yêu làm cho chúng ta siết lại gần nhau hơn, hai tâm hồn có chung sự đồng cảm và hai trái tim cùng có chung một nhịp đập. Và chú rể Văn Quỳnh cùng với cô dâu Quảng Vi của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian quen biết, tìm hiểu đủ lâu, đủ dài, đủ đào đạp chồng, đủ không làm vợ, đủ cả chú nợ và đủ cả chú chuyên, thì ngày hôm nay đây đôi vợ trẻ của chúng ta sẽ chính thức nên duyên chồng mợ, đúng không quý vị? Ngày hôm nay, ngày 24 tháng 2 năm 2024, tức ngày 15 tháng 1 năm Giáp Thìn, tại gia đình nhà trai của chúng tôi, bản Phá Nằm, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương cũng như sự hợp tác vun vén của hai bên gia đình, cùng với sự đồng tình từ chứng kiến toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin được phép loan tin mừng lần hạnh phúc. Buổi lễ thành hôn của chú rể Văn Quỳnh sẽ dân cùng với cô dâu Quảng Vi chính thức được bắt đầu. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng nhau chúc mừng được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn tình cảm của quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể dân hôn thân mến, và đúng là trong niềm vui hạnh phúc hoan hỉ như ngày hôm nay thì những bậc sinh thành của chúng ta rất vui mừng không xiết và không thể nói nên lời, đúng không quý vị? Và được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng với sự đồng tình của cô dâu và chú rể, thì ngay sau đây cho phép văn phòng người dẫn cưới trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ có biểu cảm ơn thay cho những lời cảm ơn của hai bên gia đình muốn được gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Sau chiếc tiếng lại phòng vệ pin ở ngoài em hơi. Thế này trước tôi đồ làm cho phép lượng trưởng phủ gia đi, bí thư phủ trang quảng, sở tốt chủ tịch ủy ban bản Vân Hao, chứ sở tốt xuống ý thành niên dòng sẵn được khăn chăn sắc mấy năng tiền, sở tốt xuống bản thành niên tuổi sòng sao sàm sao, nhắm trao khảo lăng quốc gia tái nay sòng phái chuân hâu, nhắc dẫn kiến tớ bản tớ cuống, co là pi mi là khẩu, quốc pi phóng đoàn nè khề là hai, trong mấy xình nô nôi hở hạt vần banh, dù xít vấn đầu cỏ vấn tìm, chân ăn bước phần những tuổi xếp thì nhắc lăng mà, tuổi xếp nhắc lăng ép xưa sang, tuổi xếp phép bì phộm nhắc sổ phê cầu, chú phở nhưng tuổi phở trai, tuổi xếp cầu phì chắc lại phải ép nghe, ơn tàu pha quang nét thèm quang tuống, nơi bác sờ chắc lại phò cắn chớp phải ép hất mương, sửa cắn chớp bình ép vù cần để hương phì chắc họ cần dệt báo tốt xào, mặt cần để hương phì chắc họ cần dệt chù, bên chù chẳng quát chào, bền báo cái xào chẳng bị cóp hèn chạy cắn tàu phồng lành. Chiếc phanh cần tàu phồng lón, cha cần tàu kiểu hướng chậm phát, chờ ải cái nòng sòng phái mong muốn mong trả đẹp tề na su mơi, cô ba mở. Điện ứng địa cầu bốc hở, việc mở địa cầu bốc mưng, chơi năn hổ phu nói chẳng ẩu mắt phá, hổ má nói chẳng ẩu mắt dài, sai phu sùng dính chuốt mắt kiểu, cởi nhắc hương quản nằm phương chiến, niên niên nằm phương giáp, niên khát nằm vì nòi cũng cả tắt tòng tề na su mơi, ó ma mani năng sóng hơn tóc cằn trong chơi đi riêng, thương tính lẩu mình chù mới bó lông tà, mới ảo à chù cút mắt phong, mới là ải lại nòng sòng phái mong muốn mong chờ tề na su mơi, ó ma mani sòng phái chất sóng khỏi, cởi nhắc sáo đầy phơi đi bên chăn, mưa sàn bên chất, mưa lẹp chất đi thì chất đồn mà, cởi nhắc tánh hơn tánh khóc ở sóng lưu sông lan hao qua ba mớ số mải số bên số phò số mè số nong tên cá hao cái nhát băng xìa về bản báo trà vỉa na báo hù ông cần lẽ thấy nắng nửa sửa đi xìa cảm đại khua cua lại nằm đại lại tăng bắt tủ có cua sóng lụt sóng lan sóng phái chung số khỏi hao mani khay khỏi của mấy hình xưa thứ nhất chiếc sò trước khỏi đồ phù bên bằng hao mani hảo hoàn bản dương diệt kính phản tai mưa nà mà mưa nửa hạ cắn tàu phồng lành thanh cắn tàu phồng lọt mi lù như trai chặt chân nặng cần thứ sóng ma chiếc sò trước khỏi phú gia tào nai sóng phái chuôn hao hảo hoàn bản dương bên đất ngàn phản luồng hơi đôi tàu mi tan sảng im kinh bừng thứ xà ma sản xuất ở tích lại phong men pin nòng ải em ho vì mở bắt đầu trên sân đẩy cây sang tên phú dân bên bản hà mất tướng trà bàn phú dân cán mướn hà mất tướng trà hù phủ tánh ca bài ca lệ tướng bản phòng phủ du nòng du na hà mít bà tổ màu phủ liên đôi tàu hà mất nhớ súng dao phủ bên mi bơ đất xá đập phơ phủ trà bàn phủ bên mi làn hà mi làn bó phanh khăn hồ ải em phong men pin nòng lò hậu bên mi chu cuộc sáo lại chờ tu phật chân đi bên đất xuống là dưới em nơi.
Dạ vâng, đó là những lời cảm ơn, những lời tri ân sâu sắc mà hai bên gia đình muốn được gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý, đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể Xuân Hôn thân mến, trong niềm vui hạnh phúc hoan hỉ ngày hôm nay, cô dâu và chú rể chúng ta đã khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất của cuộc đời mình để bước tiếp nấc thang cuối cùng để cập đến bến bờ hạnh phúc với cửu. Và trong niềm vui hạnh phúc trọng đại ngày hôm nay thì những bậc sinh thành không có gì hơn những ngoài những món quà của Hoàng Hôn và quý vị phái đoàn nhà trai xin được trân trọng kính mời bà Lường Thị Van là thân sinh phụ mẫu của chú rể cũng có món quà cao quý thiêng liêng muốn được gửi tới cho hai người con thân yêu của mình ạ. Xin được trân trọng kính mời bác gái ạ. Xin lại con này phi ngoại em ơi, cùng ngài em liêng đó to phu lán và mo, cùng em bánh liêng to cướp biển nằm bó, mưa nì mưa muôn sáng đua ải em cả bóng miên hờn xưa, mi trường lành sành hung cả bông sông khá ở sông lũ hâu, chú ở sông lũ hâu hào chân mặn dưng. Thật cả tàu phòng lành, bánh cả tàu phòng lón, mi lù những cái nó khăn chăn là cả nước sóng luôn hôn ơ. Dạ vâng, một lần nữa xin được đáp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị cũng như gia đình hai bên đồng ngoại cũng có quà quà quý thiêng liêng gửi đến hai người con thân yêu của mình. Và nhân tiện đây, ban tổ chức chúng tôi xin được nói lời thay cô dâu và chú rể xin được kính chúc mẹ Đường Thị Ban sức khỏe, hạnh phúc, an khang. Dạ vâng, và chúng ta đừng dành cho nhau một cái ôm, những cái bắt tay thật thân thương đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, liên tục chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lường Văn Pân ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình ông Lường Văn Pân cũng có món quà cao quý thiêng liêng ạ, mỗi được gửi tới cho hai người con thân yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác Pân sẽ cùng nhau trở lại trung tâm sân khấu để gửi tới cho hai người cháu, hai người con thân yêu của mình món quà cao quý thiêng liêng ạ. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể dân hương thân mến, trong niềm vui hạnh phúc hoan hỉ của hai cháu, gia đình của bác Vân rất là vui mừng không xiết, đúng không ạ? Và xin kính mời bác sếp mà tự tin lên, bác gái ơi, để gửi tới cho hai người cháu thân yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay món quà cao quý thiêng liêng ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời món quà tiếp theo là món quà của người dì thân thương của cô dâu và chú rể, là món quà của người dì Lường Thị Phong ạ. Vâng, dì Lường Thị Phong. Vâng, kính thưa tập thể diễn hôn thân mến, hiện diện trên sân khấu lúc này đây là gia đình của bác Lường Văn Pân và gia đình thân thương của dì Lường Thị Phong ạ. Muốn được gửi tới món quà cao quý thiêng liêng cho hai người cháu thân yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa tập thể diễn hôn thân mến, và đúng là tình thương thì sánh tựa biển trời, công cha nghĩa mẹ một đời hy sinh, cho con cho nghĩa cho tình, quên đi vất vả tấm thân mình ngày đêm, đúng không quý vị? Và tiền đây, thay lời cho dì Lường Thị Phong xin được kính chúc cho hai cháu sức khỏe, hạnh phúc, an khang, sớm có thêm niềm vui, niềm hạnh phúc cho ông bà hai bên người ngoại, sớm có thêm cháu bồng cháu bé, đúng không quý vị? Vâng, và tiền đây cũng đến lời thay cô dâu và chú rể xin được kính chúc gia đình Lường Thị Phong, dì Lường Thị Phong sức khỏe, hạnh phúc, an khang ạ. Và đừng quên dành cho nhau những cái bắt tay thật thân thương ạ. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, liên tục chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời về phía phái đoàn nhà gái Bác anh trai Hoàng Văn Tuấn ạ, cũng có món quà cao quý thiêng liêng được gửi tới cho hai người em thân yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, kính thưa tập thể dân hôn thân mến, và đúng là ngày vui thì pháo nổ vang trời, bố mẹ chúc hai đứa một đời vàng son, rằng dâu hiền dề thảo nghe con, có công cha mẹ sớm hôm đợi chờ, một chút quà nhỏ tấm lòng son, quà này anh chị tặng để nuôi con sau này, khéo sinh một gái một trai, nuôi con khôn lớn thành tài mừng vui. Dạ vâng, liên tục chương trình xin được trân trọng kính mời món quà của anh rể Quảng Văn Biên ạ. Xin được trân trọng kính mời anh Quảng Văn Biên sẽ cùng nhau trở lại trung tâm sân khấu để dành tới cho hai người em thân yêu cùng trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời anh rể Quảng Văn Biên. Trong niềm vui hạnh phúc hoan hỉ ngày hôm nay thì gia đình anh chị Quảng Văn Biên cũng không có gì hơn, cũng có món quà của hội môn cao quý thiêng liêng muốn được gửi tới cho hai người em thân yêu của mình, với mong muốn rằng xin được kính chúc cho hai người em thân yêu của mình hạnh phúc, an khang và có niềm vui để hoan hỉ và cũng như làm ăn phát đạt hạnh phúc, đúng không ạ? Vâng, và liên tục chương trình xin được trân trọng kính mời anh rể Lò Văn Việt ạ. Anh rể Lò Văn Việt xin có thêm món quà cao quý thiêng liêng muốn được gửi tới cho hai người em của mình ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể dân hôn thân mến, kính thưa cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và còn gì đặc biệt hơn, còn gì ý nghĩa hơn khi mà đại gia đình của chúng ta liên tục gửi đến cô dâu và chú rể của chúng ta những món quà cao quý thiêng liêng, đúng không ạ? Và cô dâu ơi, chú rể ơi, hãy tươi cười lên nhé cho tình thấm mái đời đời không phai. Hay
tiện đây, ban tổ chức chúng tôi xin được gửi lời thầy gia đình anh rể Quảng Văn Biên và anh rể Lò Văn Việt xin được kính chúc cho em trăm năm hạnh phúc, thiên kiều địa cửu mãi mãi không rời xa. Quý trân trọng và quý mến, vấn đề dành cho cô dâu và chú rể chúng ta những ly rượu hiếu như rượu tình cũng như ly rượu hạnh phúc. Thì ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau rót đầy ly rượu của mình lên những ly rượu nồng, ly rượu mừng hạnh phúc của cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Số mày số em số phò số béo ơi, hao cần khái lẩu cũng chén thôi nữa, hao cần khái lẩu chén nữa. Ban tổ chức xúc lán sổ phép hô 23 rô 23 uống 23 chúc mừng hạnh phúc, họ cùng nhau đồng thanh cho ban tổ chức xúc lán nữa. Quý vị ơi, quý vị chúng ta đã rót đầy tràn trề ly rượu của mình lên được ạ. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin được phép đồng thanh 23 rô, 23 uống và 23 chúc mừng hạnh phúc. Toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đồng thanh nha quý vị nha. Dạ vâng, kỹ thuật toàn thể dân hôn thân mến và chữ hiếu thì để phần cha, chữ trung thì để phần mẹ và đôi ta chữ tình. Và để đáp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay, thì ngay sau đây cô dâu và chú rể cùng hai bên gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau có ly rượu hiếu giữa độ toàn thể. Quý vị đã có chút thời gian vàng ngọc đúng không quý vị? Quý vị ơi, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Hô to lên nha quý vị nha, hô càng to cô dâu và chú rể chúng ta càng hạnh phúc nha. Toàn thể quý vị anh chị em mình ơi, 2, 3, 2, 3, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Vì má hào khăn nớp, bố mẹ pin ông ảnh em ơi đơ. Vâng, hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nhau quây quần vào nhau đi ạ. Cùng nhau quây quần vào nhau, cùng nhau dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất đi ạ. Túng chén cả nơ, bố mẹ không nơ, túng chén cả nơ ảnh em nơ, cười hào quần bánh không nơ. Dành cô, dành cả nơ những lời chúc tốt đẹp nhất nơ. Hào khăn nớp, pin mở sưởng xa nơ, bố mẹ pin ông hào nơ, dân sưởng lấy cây trong pin, dân kiến phát tay bất ả nơ. Dạ vâng, ly rượu cảm ơn tình cảm của quý vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình lễ thành hôn của chú rể và cô dâu chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay sau đây xin được mời cô dâu và chú rể ạ. Xin được mời cô dâu và chú rể cùng hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng nhau xuống từng tiết ra bàn tiệc để cùng nhau nhận những lời chúc tốt đẹp nhất đến từ toàn thể quý vị ạ. Xin được trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.